chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn Trung tâm Điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp quý vị khán giả của chương trình Quà Tặng Tri Thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Hồng Phượng ơi, ngày hôm nay trong lúc anh Nghĩa đang lướt trên mạng internet thì phát hiện ra một thông tin hết sức thú vị mà muốn chia sẻ cùng với em cũng như với tất cả quý vị khán giả. Thông tin gì thế anh Nghĩa? Thông tin có tên gọi là đã tìm thấy con vật sống lâu nhất. À, Hồng Phượng biết con đó rồi nè, con rùa đúng không? Thấy không, biết ngay mà. Thế nào Hồng Phượng cũng nghĩ là con rùa. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng loài rùa là loài vật có tuổi thọ lâu nhất. Nhưng mà không phải là con rùa là con vật sống lâu nhất đâu. Ủa vậy chứ con gì mà ghê vậy? Nói ra là bất ngờ liền, đó chính là con nghêu. Con nghêu, con nghêu mà mình hay ăn á hả? Chính xác, con nghêu. Em biết tuổi thọ nó bao nhiêu không? Em không biết. Vậy thì nó sống bao lâu mà được xem là sống lâu nhất? Nói ra em còn bất ngờ nhiều hơn nữa. Nó có tuổi thọ từ 405 đến 410 tuổi đó. Trời ơi, sống tới hàng trăm năm lận á hả? Đúng đó, các nhà khoa học vừa đào được con nghêu này ở ngoài khơi Iceland. Và đặt tên cho nó là con nghêu nhà Minh. Bởi vì sao? Bởi vì nó được sinh ra vào cái thời mà nhà Minh đang trị vì tại Trung Quốc. Vậy thì làm thế nào mà các nhà khoa học có thể xác định được tuổi của nó? Các nhà khoa học thuộc Đại học Bangor xứ Wales đã xác định được rằng căn cứ vào các số vòng mà có trên vỏ của con nghêu, người ta xác định được số tuổi của con nghêu. Trước đây thì kỷ lục Guinness có ghi nhận con vật sống lâu nhất, đó là con nghêu Bắc Băng Dương, được tìm thấy vào năm 1982 với tuổi đời là 220 năm. Ngoài những điều đó ra thì các nhà khoa học còn khám phá được điều gì nữa mới không anh Nghĩa? Thì chắc chắn là có rồi, bởi vì nhờ vào phát hiện này thì các nhà khoa học nghiên cứu vào cái việc mà làm sao để sống lâu sống thọ. Và giáo sư Richardson đã cho biết rằng hiện nay vấn đề mà các nhà khoa học nghiên cứu và quan tâm đó là tìm ra cái cơ chế mà chống lão hóa của con nghêu này. Và nếu mà các nhà khoa học của chúng ta có thể tìm ra được bí quyết sống lâu để áp dụng cho con người thì chắc chắn rằng những trường hợp thất thập cổ la hy sẽ không còn hiếm nữa đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi, lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng sống tới 100 tuổi hoặc hơn thế nữa, chứ không còn thất thập cổ la hy tức là chỉ có 70 tuổi như bây giờ mà thôi. Đúng rồi, nhưng mà nếu mà nói về vấn đề này nữa thì sẽ còn rất là nhiều điều thú vị để chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn, nhưng có lẽ là bây giờ chúng ta phải quay lại với chương trình tối ngày hôm nay thôi. Vâng, thưa quý vị khán giả, chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Chỉ cần quý vị nhấc điện thoại bàn lên kết nối vào số của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066888. Tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn là QTTT, viết tắt của Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng ta lên sóng, Đại Nghĩa Vòng Phường sẽ phải làm công việc của mình, đó là quay lồng cầu đảo đều tất cả lá phiếu, rút ra 3 lá thăm bất kỳ. Trên 3 lá thăm đó chính là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả may mắn trở thành người chơi tại nhà của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Thế thì còn chần chờ gì nữa nào, hãy kết nối ngay với chúng tôi nha. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời! Nằm trong một chuỗi sự kiện về thử thách 14 ngày thơm mát do nhãn hàng Comfort thực hiện, một cuộc thử nghiệm đặc biệt đã được tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Đúng bộ trang phục của nghệ sĩ nhân dân Lê Thanh, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, Hoa hậu Ngọc Khánh và diễn viên điện ảnh Trung Dũng đã được lựa chọn để tham gia cuộc thử nghiệm khả năng lưu giữ hương thơm trong suốt 14 ngày sau khi xả bằng sản phẩm Comfort. Quá trình giặt xả đã được thực hiện với sự chứng kiến của hội đồng trọng tài gồm chuyên gia kiểm nghiệm và phân tích mùi hương đến từ Pháp, đại diện báo chí và cả các bà nội trợ. Những bộ trang phục này sẽ được đưa vào lồng kính trong vòng 14 ngày và sẽ được kiểm chứng bởi hội đồng trọng tài và các nghệ sĩ về mức độ hương thơm còn lưu lại sau thời gian thử nghiệm. Chiếc lồng kính sử dụng cho cuộc kiểm nghiệm đã được các thành viên của hội đồng trọng tài kiểm chứng kỹ lưỡng về độ không mùi và kính hơi. Những bộ trang phục trước khi được đưa vào lồng kính này cũng đã được hội đồng trọng tài và các nghệ sĩ thẩm định và thống nhất ý kiến cho thang điểm tối đa về độ thơm mát. Tôi đã kiểm tra rất là kỹ, tất cả những bộ quần áo được xả bằng Comfort đều rất là thơm. Chính vì thế mà tôi đã cho thang điểm tối đa. Mùi hương thơm rất là dễ chịu, tôi hoàn toàn đồng ý Ngọc Khánh. Trang phục sau đó được đưa vào lồng kính, bắt đầu cuộc thử thách 14 ngày.
chiếc lồng kính đã được chính các thành viên hội đồng trọng tài và các khách mời niêm phong bằng khóa điện tử với mật mã được bảo mật và kiểm soát chặt chẽ trong suốt thời gian thử thách. Từ góc độ của chuyên gia, tôi nhận thấy quy trình thử nghiệm thỏa mãn được các điều kiện kỹ thuật, rất khách quan và nghiêm túc. Liệu những bộ trang phục đặc biệt này có còn lưu giữ được hương thơm mát của Comfort? Đón xem kết quả kiểm nghiệm vào ngày 16 tháng 11 năm 2007. Các bạn ơi, chúng ta lại gặp nhau trong trò chơi quà tặng tri thức và vòng 1. Bắt đầu với phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả 50 bạn. Chúc các bạn thật là tự tin để trả lời cho chính xác câu hỏi của vòng 1 này. Trước khi đọc nội dung câu hỏi vòng 1 thì tôi xin nhắc sơ các bạn về cách thức tham gia trò chơi. Đến với quà tặng tri thức thì chúng ta có tất cả là 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Kết thúc 3 vòng, nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu thì các bạn sẽ được nhận phần thưởng là 15 triệu đồng. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để lựa chọn đáp án. Nếu ngoài 3 giây thì máy tính sẽ không ghi nhận câu trả lời của các bạn. Bây giờ thì tôi xin đọc nội dung của câu hỏi vòng 1. Trong huyền sử các vua Hùng, vua Hùng thứ mấy có 22 người con? A. Thứ 6. B. Thứ 10. C. Thứ 16. Và D. Thứ 18. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 16 bạn. Đáp án B có 2 bạn. Đáp án C có 16 bạn. Đáp án D có 15 bạn. Ở câu hỏi này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Và bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác của câu hỏi này là đáp án nào. Đó chính là đáp án A. Kính thưa quý vị và các bạn, trong huyền sử các vua Hùng, vua Hùng thứ 6 có 22 người con. Trong số đó có Lang Liêu là người đã dâng vua món bánh dày bánh chưng truyền thống. Chúc mừng 16 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Tôi xin chia tay những người bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi với chúng ta. Nào, xin mời. Xin chúc mừng 16 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Anh Nghĩa ơi, anh sẽ nói điều gì để chúc mừng các bạn của chúng ta nào? Chúc mừng các bạn là một chuyện, nhưng mà vẫn phải nói với các bạn rằng hãy thật bình tĩnh và tự tin để bước tiếp hai vòng thi tiếp theo nha. Còn bây giờ mời tất cả quý vị khán giả hãy theo dõi Hồng Phượng quay lồng cầu và tìm ra người khán giả may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Hồng Phượng đang quay lồng cầu và bây giờ sẽ đảo đều tất cả những lá thăm. Và đây rồi, phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị chú ý lắng nghe, số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0882155593. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi đầu tiên trong chương trình hôm nay. Trong khi chờ đợi gặp gỡ với chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì bây giờ chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea thưa quý vị. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ 3, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5,
Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo thứ 7, thưa quý vị, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Đại Nghĩa không biết rằng những người chơi cũng như quý vị theo dõi chương trình thì cảm thấy thế nào khi mỗi lần mỗi chiếc logo được lật ra. Chứ đứng tại đây, Đại Nghĩa và ông Phượng đều cảm thấy rất là hồi hộp và cảm thấy có gì đó thật là thú vị nữa. Bởi vì mỗi một ngày khám phá ra một logo với những phần quà mới và hấp dẫn không kém phần quà của ngày hôm trước. Chính vì thế, chúng ta cùng trò chuyện với vị khán giả đầu tiên để xem vị khán giả này chọn logo nào có phần quà dành cho mình nhé. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Alo, chào chương trình quà tặng tri thức ạ. Chào Đại Nghĩa với Hồng Phượng. Xin chào chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Mình tên là Cổ Vi Băng. Hiện mình đang là nhân viên kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Buratino. Chị có thường xuyên theo dõi chương trình quà tặng tri thức của chúng ta hay không? Có. Tuần nào mình cũng có xem hết á. Ồ, thế thì chị xem một mình hay là cùng với gia đình ạ? Cùng với gia đình. Vậy thì bây giờ ở bên chị đang có những ai ạ? Có ông xã, ba mẹ với anh. Có ông xã, ba mẹ, vậy còn các cháu đâu rồi? Mình chưa có bé nào hết. Chị chưa có bé nào hết à? Vậy thì Hồng Phượng xin chúc cho chị sẽ là một người mẹ thật là tuyệt vời trong tương lai chị nhé. Cảm ơn Hồng Phượng. Còn bây giờ thì xin mời chị hãy chọn một trong 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Mình chọn logo Sony. Logo Sony. Và mình xem phần quà là gì. TV Sony màn hình 21 inch siêu phẳng, có khả năng chỉnh nghiêng hình âm thanh vòng surround. Phần quà này sẽ thuộc về chị. Nếu như chị trả lời đúng câu hỏi của chương trình đưa ra, chị sẵn sàng chưa nào? Mình sẵn sàng rồi. Đây là một câu hỏi về đề tài lịch sử. Trong lịch sử nước ta có bao nhiêu vị vua lấy niên hiệu là Lý Nam Đế? Chỉ có 4 sự lựa chọn: A 1, B 2, C 3 và D 4. 10 giây cho chị suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên chị ơi. Mình chọn đáp án B. Đáp án B đó là 2. Qua điện thoại Hồng Phượng không nghe thấy tiếng bàn luận gì cả. Có lẽ là chị đã suy nghĩ kỹ lắm rồi phải không ạ? Chị tự tin bao nhiêu phần trăm ạ? Không biết cái này mình đoán. Có nghĩa là hơi nhớ mang máng nhưng mà không nhớ rõ là đã đọc ở đâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mời chị lắng nghe đáp án nha, xem trí nhớ của chị có thật sự tốt hay không. Lý Phật Tử là một người cùng họ với Lý Nam Đế. Năm 557, ông đem quân đánh và đòi chia đôi đất nước với Triệu Việt Vương, tức là Triệu Quang Phục. Để tránh cảnh chiến tranh, Triệu Việt Vương đành chấp nhận, nhưng sau đó bị Lý Phật Tử đánh úp. Và đến năm 571 thì Lý Phật Tử chiếm được cả nước. Ông lên ngôi, xưng đế hiệu là Lý Nam Đế. Để phân biệt Lý Phật Tử với Lý Bí, sử sách gọi Lý Phật Tử là hậu Lý Nam Đế, triều đại từ năm 1000, năm 571 đến năm 602. Vì thế chị chọn đáp án B là 2. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng. Chị hãy chia sẻ cảm giác lúc này với tất cả chúng tôi ạ. Không biết nói gì. Xúc động, không nói gì nữa. Vâng, Hồng Phượng rất hiểu cảm giác của chị. Một chiếc TV thật là hấp dẫn. Chính vì thế chị xúc động đến nỗi nghẹn ngào không nói được luôn. Và một lần nữa xin chúc mừng chị và xin cảm ơn chị đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt ạ. Chia tay với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình thì bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với anh Quách Hồ Ninh và theo dõi cuộc chơi của 16 người bạn của chúng ta. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức không chỉ dành riêng cho những bạn đang có mặt tại trường quay hôm nay mà còn kết nối trực tiếp với những khán giả đang xem truyền hình tại nhà. Quý vị có thể đăng ký chương trình quà tặng tri thức qua số tổng đài 1900 1747. Rất mong những cuộc gọi của quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng 2 với nội dung câu hỏi như sau. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic bị đắm ở biển nào? A. Thái Bình Dương. B. Đại Tây Dương. C. Ấn Độ Dương. Và D. Bắc Băng Dương. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu.
hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn chọn xem sẽ bấm phím nào. 3 giây bắt đầu. Ba giây đã trôi qua và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A không có bạn nào. Đáp án B có 12 bạn. Đáp án C có 4 bạn. Đáp án D cũng không có bạn nào chọn. Chúng ta xem sẽ có bao nhiêu người được bước tiếp vào vòng 3 hay là không có người nào cả. Bởi vì nếu như đáp án A và đáp án D là chính xác thì sẽ không có ai được bước tiếp vào vòng 3. Đáp án chính xác của chúng ta ở cơ hội này đó chính là đáp án B. Vào ngày 5 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic đã bị đắm ở biển Đại Tây Dương. Xin chúc mừng 12 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Và còn bây giờ thì kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình, quý vị hãy tập trung nghe xem số điện thoại sau đây có phải là số của quý vị không, và quý vị có phải là người khán giả may mắn tiếp theo hay không nha. Xin mời. Chúc mừng 12 người chơi của chúng ta đã chiến thắng ở câu hỏi vừa rồi, tiếp tục bước vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà. Anh Nghĩa sẽ quay lồng cầu và chọn ra vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Nhanh tay lên anh Nghĩa ơi. Có ngay. Nhanh tay lên nào, anh có cảm thấy hồi hộp không? Hồi hộp lắm chứ. Rồi bây giờ em đọc lớn Hồng lên số điện thoại cũng đang nha. Rất là hồi hộp. Và Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 06 6876020, và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, như vậy là chúng ta chỉ còn có 12 người chơi bước tiếp vào vòng tiếp theo thôi. Vậy thì anh Nghĩa đoán xem có bao nhiêu người sẽ bước tiếp vào vòng thứ ba của chương trình? Thật ra nếu mà gọi là muốn cho êm đẹp tất cả mọi người thì anh cũng mong là 12 người cùng nắm tay nhau bước tiếp vào vòng 3 và cùng chiến thắng với giải thưởng là 15 triệu đồng thôi. Nhưng mà cuộc chơi mà đúng không? Đúng thì rồi. Phải có người thắng, có người thua thì cuộc chơi mới sinh động và hấp dẫn. Chính vì thế, 12 người chơi này nếu như càng ít người chiến thắng ở vòng 3 thì người đó sẽ nhận số tiền phần thưởng của chương trình sẽ càng lớn, chắc chắn là sẽ rất là hấp dẫn và rất là thích. Chính vì thế cả 12 bạn hãy cố gắng lên nha để xem bao nhiêu người giành lấy phần thưởng của chương trình đó là 15 triệu đồng. Vậy thì trước khi đón xem những vòng thi tiếp theo thì bây giờ chúng ta phải làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai đã. Alo, xin chào ạ. Dạ, alo. Alo, xin chào chị. Chị hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Trúc Nguyên ở Tây Ninh đó chị. Bạn Trúc Nguyên ở Tây Ninh đúng không ạ? Dạ. Bạn Trúc Nguyên ơi, không biết rằng bây giờ bạn công việc của bạn là gì? Dạ, em buôn bán nhỏ nhà mà. Bạn buôn bán nhỏ nhà. Đại Nghĩa được biết là khoảng tuần sau thì bạn Hồng Phượng của chúng ta đây có một chuyến công tác ở Tây Ninh vài ngày. Trong khoảng thời gian công tác đó chắc chắn bạn Hồng Phượng sẽ có những giây phút rất là rảnh rỗi và muốn đi chỗ này chỗ kia để mà tham quan. Không biết bạn có giới thiệu cho bạn Hồng Phượng được ở những địa điểm nào tham quan ở Tây Ninh hay không? Dạ, ở Tây Ninh thì có núi Bà Đen với chùa Thánh Tây Ninh đấy anh. Hai địa điểm du lịch cũng rất là nổi tiếng. Siêu thị Mộc Bài. Siêu thị Mộc Bài. Dạ. Nếu mà như thế thì chắc chắn rằng khi đi công tác Hồng Phượng phải ghé thăm những nơi này thôi. Và khi em ghé siêu thị Mộc Bài thì nhớ mua một phần quà cho nó về cho anh Nghĩa nữa nghe. Ít thôi nha. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Còn dạ, bây giờ mời bạn hãy lựa chọn một trong 7 bản logo của chúng tôi ở đây. Dạ, em chọn LG ạ. Logo LG. Và chúng ta cùng khám phá xem phần quà là gì. Ôi, đó là chiếc máy giặt LG dung tích 6,4kg, có lồng giặt bằng thép không gỉ, 3 mâm giặt phụ chống xoắn quần áo. Đây là một phần quà rất thích hợp cho bạn. Nhưng phần quà này có thuộc về bạn hay không còn xem bạn có đáp đúng câu hỏi của chương trình hay không đã. Bạn đã sẵn sàng chưa nào? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng rồi, câu hỏi dành cho bạn như sau. Quốc gia đầu tiên ở châu Âu thành lập các vùng bảo vệ thiên nhiên là quốc gia nào? Bạn có 4 sự lựa chọn. A. Hà Lan. B. Thụy Điển. C. Phần Lan. D. Na Uy. Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Đáp án B. Đó là Thụy Điển. Bạn có chắc chưa?
Dạ cũng 50-50. Cũng 50-50. Mà bây giờ có muốn thay đổi cũng không còn kịp nữa, vì thời gian của chúng ta đã hết rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe đáp án của chương trình bạn nhé. Dạ. Vào năm 1910, quốc gia ở châu Âu đầu tiên thành lập các vùng bảo vệ thiên nhiên, và cho đến ngày hôm nay vẫn bảo vệ thiên nhiên của đất nước. Các loài thú được phát triển thêm nhiều nhờ vào các chính sách chăm sóc và luật pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. Mô hình bảo vệ môi trường và thú hoang của quốc gia này được nhiều quốc gia học tập và sử dụng rất nhiều, trong đó có Hà Lan và Australia. Và thưa bạn, quốc gia đó chính là Thụy Điển. Xin chúc mừng! Ông Phượng ơi, anh có nghe tiếng reo hò của người bạn bên đầu dây bên kia không? Ông Phượng nghe chứ. Và bạn ơi, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của bạn bây giờ? Dạ, rất vui ạ. Rất là vui. Còn dạ. Gì nữa không ạ? Dạ, cảm sẽ ơn sẽ tiếp tục à. Theo dõi, sẽ tiếp tục tham gia chương trình vào những lần sau chứ. Dạ, cảm ơn anh Đại Nghĩa và chị Hồng Phượng. Cảm ơn chương trình đã tổ chức chương trình này. Vâng, xin cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình của chúng tôi tối ngày hôm nay. Dạ. Tạm biệt người khán giả may mắn thứ hai của chúng ta. Chúng ta hãy cùng một lần nữa quay trở lại với phim trường, cùng gặp gỡ anh Quách Hồ Ninh cùng với 12 người chơi tại đây, bước tiếp vào vòng cuối cùng của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng 12 bạn bước vào vòng 3 của chương trình. Vòng 3 này sẽ quyết định xem ai là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Để giải tỏa sự hồi hộp căng thẳng cho các bạn ấy, chúng ta sẽ dành cho các bạn ấy một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn ngồi ở máy số 26. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Quách Hồ Ninh ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình. Dạ, em tên là Phạm Vũ Hồng Sơn, hiện đang là sinh viên năm tư khoa kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ xin mời bạn ngồi ở máy số 28. Chào bạn. Xin chào anh ạ. Em tên là Nguyễn Thành Sơn, cũng cùng trường Bách khoa luôn, một sự trùng hợp. Vậy thì hai bạn có quen biết nhau trước chưa? Thật sự trước nay giờ chưa quen biết, nên bây giờ sẽ sau này sẽ quen biết. Sau này chưa biết, bắt tay làm quen cái đi. Mai kia có gặp nhau thì nói rằng tụi mình quen nhau qua chương trình Quà Tặng Tri Thức. Quà Tặng Tri Thức đã kết chặt tình bạn của hai tụi mình. Biết đâu được cũng nữa nào. Bạn là Hồng Sơn, bạn là Thanh Sơn. Cho tôi hỏi hai bạn Sơn, thế hai bạn đã có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. Bạn Hồng Sơn đã có người yêu rồi. Thế còn bạn Thanh Sơn? Dạ em cũng đã có rồi ạ. Hai bạn nói thật chứ? Nói thật. Vâng. Thế thì theo hai bạn, một người con gái như thế nào sẽ là người vợ tương lai của bạn? Để là người vợ tương lai thì em nghĩ giống như bạn gái em giờ là ok. Giống như bạn gái của bạn Hồng Sơn giờ là tốt rồi, đúng không nào? Thế còn bạn Thanh Sơn? Em nghĩ là trước hết là sự chung thủy. Chung thủy. Và sau đó là em nghĩ là mái tóc dài. Chắc người yêu của bạn hiện nay đang mái tóc dài đúng không nào? Dạ vâng ạ. Thế thì tôi xin nhắn người yêu của bạn Thanh Sơn ơi, nhớ đừng có cắt tóc ngắn đi nhé. Bởi vì mà cứ cắt tóc ngắn thì mất hết một điểm của anh ấy đấy. Tôi sẽ kể cho các bạn cũng như quý vị khán giả nghe một câu chuyện nhỏ như thế này, để các bạn đánh giá xem người phụ nữ ấy có phải là một người vợ tốt không nhé. Có một người vợ đi chợ về và nói với chồng thế này: anh yêu ơi, đây là cắp vải lụa em mua để may cà ravat cho anh đó. Thì ông chồng nói: ôi cảm ơn em thật là dễ thương, nhưng mà chỉ có mỗi một cái cà ravat thôi, em mua nhiều lụa thế. Thì người vợ nói là: không sao đâu, may cà ravat xong còn dư em sẽ may áo dài cho em. Đấy, thế thì theo bạn, người vợ ấy có phải là một người vợ nghĩ về chồng nhiều hơn không? Bạn Thanh Sơn? Em nghĩ là người vợ đó nghĩ về mình hơi nhiều. Vâng, có lẽ mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy. Còn bây giờ thì giây phút thư giãn của chúng ta đã trôi qua rồi. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3 này. Nội dung của câu hỏi vòng 3 như sau: nhà du hành vũ trụ nước nào thực hiện đi bộ ngoài không gian đầu tiên? A. Mỹ. B. Anh. C. Liên Xô. D. Là Trung Quốc. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ.
Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem sẽ bấm nút nào, A, B, C hay là D. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 1 bạn. Đáp án B không có bạn nào chọn. Đáp án C có 11 bạn. Đáp án D cũng không có bạn nào chọn. Và bây giờ đáp án chính xác của chương trình đó chính là đáp án C. Các bạn thân mến, nhà du hành vũ trụ Liên Xô thực hiện đi bộ ngoài không gian lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 3 năm 1965. Đó là nhà du hành vũ trụ Leonov. Chúc mừng 11 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chia tay với người bạn đã không chọn đáp án C. Bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai nào. Xin chúc mừng 11 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm theo xem ai sẽ là vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Đấy rồi, đây là phiếu thăm may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh Nghĩa, anh hãy đọc to số điện thoại này lên cho mọi người cùng biết. Thưa quý vị, số điện thoại này là số 075-635-965. Và xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, hồi nãy anh Quách Hồ Ninh vừa mới kể một câu chuyện thú vị về một món quà mà một người vợ mua tặng cho người chồng của mình. Vậy nếu mà có cơ hội thì anh Nghĩa sẽ mua cho vợ mình hoặc là người yêu của mình món quà gì? Thì chắc chắn rằng anh phải mua món quà nào đó mà người yêu của mình có thể sử dụng được. Nhưng mà theo anh nghĩ thì thật ra của cho không bằng cách cho. Đúng rồi. Nếu như anh tặng cho người yêu của anh một món quà hết sức đơn sơ và giản dị thôi, nhưng mà với tất cả tấm lòng chân thành của mình thì chắc chắn người yêu của anh sẽ cảm nhận được điều đó và sẽ rất trân trọng món quà mà anh tặng. Chà, xúc động quá à. Một ít giải lao của chúng tôi như thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào ạ. Chào và tặng đi hết quà, chào anh Đại Nghĩa và chị Hồng Phượng. Vâng, xin chào chị hãy giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em tên là Huỳnh Ngọc Lạn, học ba lớp 10. Rồi mình cũng học ở hôm bạn Bến Tre ở Bến Tre. Bạn học lớp 10 đúng không? Dạ. Thế thì với những kiến thức mà bạn đang học trong trường, hy vọng rằng bạn sẽ trả lời được câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Trước tiên, mời bạn hãy lựa chọn một trong 6 bảng logo ở đây. Dạ, em xin chọn bảng Samsung ạ. Bảng Samsung, và chúng ta cùng xem. Máy M3 Samsung U3 dung lượng bộ nhớ 1GB, màn hình OLED 4 dòng, kích thước mỏng, cổng nối USB. Đây là một phần quà mà Đại Nghĩa nghĩ rằng sẽ rất thích hợp với độ tuổi của bạn. Và phần quà này có thuộc về bạn hay không còn phải tùy thuộc vào câu trả lời của bạn nữa nha. Mời bạn lắng nghe câu hỏi. Giấy papyrus là sáng chế của người dân nước nào? Sau đây có 4 sự lựa chọn: A, Hy Lạp; B, Ý; C, Ai Cập; và D, Iraq. Bạn có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên bạn ơi. Câu C đó là Ai Cập. Tại sao bạn lại chọn Ai Cập mà không phải là một đáp án khác? Dạ, như em đọc trong sách là nhớ mang máng. À, đọc sách và nhớ mang máng. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem trí nhớ của bạn có tốt hay không nha. Giấy papyrus được làm từ cây papyrus mọc ở châu thổ sông Nin. Công nghệ làm giấy papyrus không được ghi lại và bị thất truyền theo thời gian. Tuy vậy, đã được các nhà khoa học khôi phục lại vào năm 1940. Người ta đã tìm thấy những tấm giấy có kích thước khá lớn, dài hàng mét. Và người xưa đã dùng giấy papyrus vào việc ghi chép các cảnh sinh hoạt bao gồm văn học, tôn giáo, lịch sử và các công việc hành chính. Và giấy papyrus chính là sáng chế của người Ai Cập cổ. Xin chúc mừng! Yeah. Mình nghe được tiếng ghe của người bạn đầu dây bên kia. Bây giờ chắc hẳn là bạn đang rất vui đúng không? Dạ. Và sau khi chương trình kết thúc, bạn sẽ chia sẻ niềm vui này với ai đầu tiên? Dạ, em xin chia sẻ với gia đình, với em và mẹ. Và xin chúc bạn cùng với gia đình có những ngày thật là vui với phần quà mới của chương trình nha. Xin cảm ơn bạn đã đến.